Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi bài học tổng ôn 13 thì trong tiếng Anh của Miss Wazowick. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thì tương lai hoàn thành tiếp diễn Future Perfect Continuous Tense. Về định nghĩa, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động đã đang xảy ra các bạn nhé. Đã đang xảy ra cho tới một thời điểm trong tương lai. Tức là sao? Tức là tại cái thời điểm ở trong tương lai này thì cái hành động này đã và đang xảy ra. Đó. Ví dụ như by the end of this year, James will have been working in the National Bank for 5 years. Đúng chưa? Tức là đến cuối năm nay này. Đó. Tức là vào cái thời điểm trong tương lai đúng không? Đó là thời điểm cuối năm nay. Thì cái ông James này ông sẽ làm việc cho ngân hàng được 5 năm đúng không? Đó. Tức là tại cái thời điểm đấy thì ông ấy vẫn đang làm việc. Đơn giản thế thôi. 5 năm. Rồi. Về cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động xảy ra nhé và kéo dài các bạn này. Xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm nào đó trong tương lai. Thì trong các thì tiếp diễn chúng ta luôn nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động đúng không? Ví dụ như chúng ta có câu như sau, đó là she will have been teaching in that school for 5 years by next July. Tức là đến tháng 7 này, cái một thời điểm trong tương lai đây, đó là tháng 7 tới đúng không? Thì cô ấy sẽ dạy ở cái trường này được 5 năm rồi. Tức là vào cái tháng 7 này cô ấy vẫn đang dạy, đúng không? Xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm đến tận tháng 7 này. Tức là cô ấy liên tục dạy ở trường này được 5 năm. Hoặc thì tương lai hoàn thành tiếp diễn còn dùng để nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai. Đó, nó vẫn nhấn mạnh vào tính liên tục nha các bạn nhé. Liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai đúng không? Ví dụ như là they will have been talking with each other for an hour by the time I get home. Tức là đến lúc tôi về nhà thì họ đã nói chuyện với nhau là được 1 giờ rồi. Đó, thời điểm trong tương lai là cái thời điểm mà đến lúc mà tôi về nhà đây. Thì khác với lại câu bên trên thì nó thay cái thời điểm trong tương lai, nó là một cái hành động khác thôi, đúng không? Rồi, đó là cách dùng. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem công thức của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn như thế nào nhé các bạn nhé. Thì đối với câu khẳng định thì chúng ta có chủ ngữ này, cộng will, cộng have, cộng been và cộng với lại động từ thêm đuôi hình. Rất dễ dàng thôi, bởi vì là sau will thì tất cả các động từ thì sẽ, sau will này động từ nó sẽ ở dạng nguyên thể đúng không? Cho nên chúng ta không cần thiết phải chia, không cần thiết phải chia với lại thì ví dụ như là với thì hiện tại hoàn thành chẳng hạn, thì chúng ta phải xem chủ ngữ là số ít hay số nhiều, chúng ta chia have hay là has đúng chưa? Nhưng mà đối với lại thì tương lai hoàn thành tiếp diễn thì không cần thiết nhé các bạn nhé. Rồi, ví dụ ở đây chúng ta có đó là we will have been living in this house for 10 years by next month. Tức là chúng tôi sẽ sống ở trong căn nhà này được 10 năm vào tháng tới, đúng không? Rồi, về câu phủ định thì sao? Chúng ta chỉ việc thêm not đằng sau will, đúng chưa? Hoặc chúng ta có thể viết tắt thành won't. Đó là will not đấy, đúng không ạ? Chúng ta viết tắt thành won't. Ví dụ, we won't have been studying at 8 a.m. tomorrow. Tức là vào lúc 8 giờ sáng ngày mai chúng tôi sẽ không phải là đang học, đúng không? Về câu nghi vấn thì chúng ta có việc đó là đảo will lên trên đầu câu, đúng chưa? Will cộng chủ ngữ về sau vẫn giữ nguyên have been và động từ thêm đuôi in. Trả lời cho câu hỏi này thì cũng tương tự như các yes no question khác thôi, đúng không? Chúng ta có hai cách trả lời, một là yes chủ ngữ cộng will, hai chúng ta có thể trả lời là no chủ ngữ cộng với lại won't. Đúng chưa? Ví dụ như trong câu will they have been talking for half an hour by the time her husband comes back? Thì chúng ta có thể trả lời là yes, they will, or no, they won't. Đúng chưa? Không có gì khó khăn về cái phần công thức này cả, đúng không các bạn? Rồi, đến dấu hiệu nhận biết và những lưu ý mà khi mà chúng ta sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn thì sao? Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành tiếp diễn thường đi với các cụm từ chỉ thời gian. Ví dụ như là
by để cộng với một mệnh đề nào đây đúng không? Sau đó cộng với for, cộng với khoảng thời gian, đúng chưa? Cái này là rất là phổ biến này, hầu như là, thường là phổ biến nhất các bạn ạ. Hoặc là by then hay là by the time, đúng không? Đây là các cụm từ phổ biến khi mà chúng ta dùng với thì tương lai hoàn thành tiếp diễn các bạn nhé. Thì lưu ý với các bạn một điều, đó là thì tương lai hoàn thành tiếp diễn không dùng với các mệnh đề bắt đầu bằng những từ chỉ thời gian như when này, các bạn nhớ cái này khá quan trọng đấy nhé. While, before, after, by the time, as soon as, if or unless. Nhớ các cụm từ này. Với các cụm từ này thì mệnh đề đi ngay sau nó sẽ không dùng với lại thì tương lai hoàn thành tiếp diễn đấy các bạn nhé. Thay vào đó, bạn có thể dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, ví dụ như sau. You won't get a promotion until you will have been working here as long as team. Thì câu này không đúng các bạn nhé. Sau as với lại đi cùng với lại as long as, đúng chưa? Đi cùng với as long as. Rồi thì câu này không đúng đúng không? Chúng ta thấy đây, chúng ta có until đây, you will have been working here. Câu này chúng ta hãy hiểu cái until này nó như là if, đúng không? If you will have been working here as long as team. Thì câu này không đúng. Câu này chúng ta phải viết thành là you won't get a promotion until you have been working here as long as team. Nhớ là viết ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đấy các bạn nha. Chứ không, câu này chúng ta sẽ không viết ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, đúng chưa? Tức là bạn sẽ không được thăng chức cho đến khi bạn làm việc mà được lâu như là team, đúng chưa? Và lưu ý là một số từ không dùng ở dạng tiếp diễn cũng như thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, ví dụ như các từ sau. Chúng ta có về state, chúng ta có be, cost, fit, mean hay là suit. Về possession thì chúng ta có từ belong or have. Các bạn nhớ các cụm từ này nhé, các cụm từ này sẽ không dùng ở thì tiếp diễn cũng như là thì tương lai hoàn thành tiếp diễn rồi các bạn nhé. Với senses thì chúng ta có feel, hear, see, smell, taste or touch. Hoặc là về feeling thì chúng ta có hate, hope, like, love, prefer, regret, want hay là wish. Các từ này đều là các từ dễ hiểu đúng không? Không có động từ nào khó cả. Còn đối với lại brain work, nào, brain work tức là kiểu các cụm hành động chỉ hoạt động trí não đúng không? Thì đơn giản như là believe, know, think hay là understand. Các cụm từ này các bạn nhớ nhé, các cụm từ này sẽ không dùng ở dạng tiếp diễn cũng như là thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ như Ned will have been having his driver's license for over 2 years. Thì câu này không đúng nhé các bạn nhé. Câu này chúng ta phải dùng đó là Ned will have had, tức là hiện tại hoàn thành đúng không? His driver's license for over 2 years. Thấy chưa? Hay bạn cũng có thể dùng be going to thay cho will trong cấu trúc tương lai hoàn thành tiếp diễn, biểu thị cùng một ý nghĩa. Thì cái này các bạn cũng đã học ở thì tiếp diễn, thì hiện tại tiếp diễn rồi đúng không? Đó là be going to cũng có thể diễn tả hành động xảy ra trong tương lai đúng không? Nào, tương tự như vậy thì chúng ta có thể dùng be going to thay thế cho will trong tương lai hoàn thành tiếp diễn. Nó không thay đổi gì về mặt ý nghĩa cả các bạn nhé. Ví dụ như là you are going to have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives. Tức là bạn sẽ phải đợi hơn 2 tiếng thì máy bay cô ấy mới đến đúng không? Tức là nó không khác gì nhau cả. Chỉ lưu ý cho các bạn một điều khi mà chúng ta sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn này thôi. Đó là các cụm từ mà thầy ghi in ở đây. Thì các bạn nhớ là các cụm từ này sẽ không viết ở dạng tiếp diễn các bạn nhé. Chỉ lưu ý các bạn một điều, đó là các cụm từ mà thầy đã in ở đây, đó, highlight ở đây, thì các cụm từ này các bạn sẽ không viết được ở dạng tiếp diễn nhé. Đó, ví dụ đây nữa này, believe, know, think, understand, đúng chưa? Và không dùng với các mệnh đề bắt đầu bằng những từ chỉ thời gian, ví dụ như là when, why, before, after, by the time, as soon as, if hay là unless. Các bạn nhớ nhé, các cụm từ này chúng ta cũng không dùng với lại thì tương lai hoàn thành tiếp diễn đâu nha các bạn nhé. Đó, nó chỉ lưu ý như vậy thôi. Chứ còn về công thức và cách dùng của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn này thì nó cũng khá là đơn giản. Và để tìm hiểu kỹ hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm một vài bài tập nhé các bạn nhé. Rồi, các bạn nhìn đây này.
Đối với lại câu A, by November, I chấm chấm for this company for 6 years. Đúng chưa? Riêng câu này, chúng ta thấy đây không? Chúng ta có dấu hiệu nhận biết này. By cộng với lại mệnh đề nào đấy, đúng không? Sau đó cộng với for và cộng với khoảng thời gian. Thì đây chính là, đây thầy sẽ mở sang trước cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy đây không? Đây chính là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, đúng chưa? Đây, by, for, cộng khoảng thời gian, đúng chưa? Vậy thì đơn giản rồi, câu này chúng ta sẽ viết được ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, đúng không? Chúng ta sẽ chọn được luôn đáp án, đó là will have been working. Very easy, right? So, let's move to part B. By March 15, I be here for 1 year. So, thường thì câu này đó, chúng ta thấy dấu hiệu nhận biết này, by, đúng không? Sau đó thì for cộng với khoảng thời gian thì chúng ta cũng sẽ viết ngay ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Nhưng các bạn lưu ý nhé, trong câu này thì chúng ta có động từ cần chia, đây là động từ be. Và chúng ta cùng mở lại cái chỗ nào, thấy chưa? Một số động từ không dùng ở dạng tiếp diễn. Đó, chúng ta có ngay động từ be ở đây, đúng không các bạn? Vì vậy thì chúng ta có động từ be đây, suy ra câu này chúng ta sẽ không viết được ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, mà chúng ta phải viết nó ở thì tương lai hoàn thành nha các bạn nhé. Rồi, vậy câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án, đó là will have been, đúng chưa? Chứ không có kiểu là will have been being, đúng không? Rồi, tiếp theo, C, by this time next week, he chấm chấm his novel for 6 months. Thì câu này chúng ta có hai đáp án, đó là một là thì tương lai hoàn thành, được chưa? Và hai là thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Đó. Riêng câu này chúng ta thấy dấu hiệu nhận biết rõ ràng chưa? Thứ nhất, by this time next week for, đúng chưa? By this time next week. Và đây chúng ta có for. Vậy thì câu này chúng ta cũng viết ở dạng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, chính xác. Cho nên chúng ta sẽ loại ngay đáp án này nhé. Tương lai hoàn thành, đúng chưa? Và chúng ta sẽ viết được đó là will have been writing. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với lại câu D. You the dot finished your work by 9 tonight. Câu này chúng ta không thấy sự liên tục ở trong hành động đây, đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm đến cái kết quả thôi. Vậy thì câu này chúng ta không thể viết ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn được. Câu này chúng ta sẽ viết ở thì tương lai hoàn thành nha các bạn nhé. Sẽ là will you have finished. Còn nếu mà các bạn đã quên kiến thức của thì tương lai hoàn thành thì các bạn hãy mở lại cái bài thì tương lai hoàn thành, chúng ta cùng nghiên cứu lại các bạn nhé. Rồi, tiếp theo. E, by 2013 we in London for 14 years. Câu này rất là giống ví dụ của chúng ta, đúng không? Đây, thầy sẽ cho các bạn lại xem ví dụ ở đầu bài của chúng ta. Đây, ví dụ ở đầu bài của chúng ta đây. Chúng ta cùng nhìn câu này nhé. By 2013, đúng chưa? Vậy thì ví dụ ở đây là will have been đó, living in this house for 10 years by next month. Thì câu này cũng rất là kiểu như là tương tự, đúng không các bạn? Tức là vào một khoảng thời gian này, vào mốc thời gian trong tương lai này thì chúng tôi đã sống ở đây được 14 năm rồi, đúng chưa? Vậy thì câu này chúng ta cũng có thể viết được ở thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, đúng không? Vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là will have been living. Ok. Rồi, tiếp theo đến F. He write a book by the end of the week. À rồi, câu này đánh lừa chúng ta đây này. Cũng có by the end of the week, đúng không? Nhưng câu này không nhấn mạnh tính liên tục của hành động, mà câu này sẽ nhấn mạnh đến tính kết quả, đúng chưa? Vậy chúng ta, câu này chúng ta sẽ chọn là will have written. Trái ngược lại, đây các bạn chưa rõ câu này thì các bạn nhìn xuống câu bên dưới này là các bạn sẽ biết ngay. Đó là tương tự như vậy thôi, nhưng chúng ta có một cái thời gian này, đúng chưa? For 3 months. Đó, khi mà chúng ta thấy for 3 months này, chúng ta đã thấy tính liên tục của hành động rồi, đúng không? Và đây là anh ấy liên tục viết
cái cuốn sách này được 3 tháng đúng không? Vào cuối tuần này thì anh đã liên tục viết cuốn sách này được 3 tháng rồi. Vậy câu này chúng ta mới chọn đáp án là we have been writing nhá các bạn nhá. Rồi, có rất là nhiều bài chúng ta có thể đánh lừa chúng ta đúng không? Nhưng mà chỉ cần chúng ta để ý một chút thôi là chúng ta sẽ làm được ngay. Và đó là bài tập của chúng ta về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Và cũng kết thúc luôn bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng qua bài học này các bạn đã hiểu hơn nữa về thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, về cách dùng cũng như là công thức và làm được các bài tập liên quan đến thì tương lai hoàn thành tiếp diễn các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các thì ở trong tiếng Anh cũng như làm thêm nhiều bài tập hơn về các thì khác thì các bạn hãy truy cập vào trang web anhngữmixhoa.com để chúng ta cùng nhau thảo luận và học tập các bạn nhé. Rồi, và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Mr. TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.